Thật sự người phụ nữ cần phải được thương yêu. Dù họ có làm lỗi gì, dù chúng ta có nói gì họ, nhưng chúng ta phải thương yêu họ, chân thật thương yêu họ. Nên ai mà là người gạt phụ nữ thì người này là con người hết xài trong cuộc đời này. Gạt phụ nữ, dụ dỗ họ để lấy tiền bạc của họ thì mình hết xài. Mình là người đàn ông gì hết xài, đúng không? Nghèo chết bỏ, thà cho không lấy. Nói thiệt quý vị biết, ngày xưa những đứa nghèo thiệt là nghèo luôn, quen một con nhỏ bạn gái định cưới, hai đứa cũng dành dụm tiền, làm lụng để dành tiền. Sau này chia tay, nó nói thôi bây giờ anh với em làm lụng cực lắm để dành tiền được 7-8 chỉ vàng, thôi bây giờ chúng ta chia đôi với nhau, mỗi đứa có được mấy chỉ. Những đứa nói thôi khỏi, cho em hết luôn. Nghèo thì nghèo chết bỏ, đi làm tiếp tục. Tại vì sao? Tại sao mình không tính cái chuyện cuộc đời người ta cũng đến với mình, người ta cũng cho mình niềm vui? Tại sao mình đi suy nghĩ cái chuyện đi chia tiền của người ta? Có những cái người ta mắc mát, mình có đáp ứng lại cho người ta được không? Đúng không quý vị? Suy nghĩ đi. Ngày xưa mình chưa có tu, nhưng mà mấy cái việc đó mình, thật sự mà nói, mình cũng rộng rãi quý vị. Tại mình nghèo đó nghe, nghèo sơ nghèo xác đó, nên cứ là nghèo thôi. Nên những đức nói rằng chúng ta mạnh dạn nói một câu rằng chúng ta là người đàn ông, là người chồng, nên suy nghĩ cho kỹ để mình thương vợ mình. Tại vì sao? Mình có thể đi chỗ này chỗ kia, mình làm ăn chuyện này chuyện kia, nhưng họ vui buồn là ngay mình đó. Hiểu không? Mình đàn ông mình ra đường mình đi ăn dầm nằm về đầu này đầu kia ít ai nói, nhưng họ là phụ nữ khó làm việc này như mình, đụng cái bị người ta nói. Nên từ nơi đó chúng ta là đàn ông, mình hãy suy nghĩ cho người vợ của mình. Dù mình nói một câu ăn tình, thật sự mà nói, một câu ăn tình mình nói ra cũng không có bao nhiêu phần trăm họ được nhiều gì đâu, mà họ cảm thấy rất là vui lòng. Đó. Nên từ đó mình đi làm xa, mình đi đâu, mình mua món quà mình cho họ đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà đó cũng là một điều mà họ làm cực mà họ không thấy cực. Chứ mình đừng có nghĩ đó là của mình rồi mình không ngó ngàng tới, thấy tội nghiệp. Có khi đàn ông đi là làm chồng đi làm chỗ này chỗ kia, còn ngồi đó nghiêu ngao nhìn trong ngóng đi gì chưa, thấy cũng thê thảm thiệt, thấy không? Bởi vì nhàm chán thân nữ là rõ ràng. Dù nói là nam mà nữ bình quyền, nhưng cái phước quý vị nó không có bình được như đàn ông đâu. Cho quý vị biết, phước đàn ông ta vẫn là lớn. Đó nên mong rằng những điều chia sẻ này, mỗi một người đàn ông chúng ta hãy suy nghĩ về người phụ nữ bên cạnh của chúng ta một chút. Mình là đàn ông mà đặc biệt một chút. Như nên những đức mình đi tu rồi, nhưng mà mình nghĩ về các cô nó đi tu, bồi dưỡng cho nó được ở trong ngôi tam bảo. Con người tu hành mấy vị không có niềm vui sao tu? Nhưng đức từng nói rằng quý vị chỉ cần một ý niệm buồn là bao nhiêu ý niệm buồn tập trung về một chỗ. Quý vị có một ý niệm vui thì bao nhiêu niềm vui tập trung về một chỗ, xóa tan cái buồn. Quý vị đã bế tắc thì bao nhiêu cái bế tắc tập trung về để làm cái bế tắc. Vì muốn tự tử thì bao nhiêu loại tự tử tập trung về, bắt buộc quý vị phải đi tự tử. Vì sao quý vị không phát tâm nhớ Phật niệm Phật thì Phật đạo sẽ hiện ra. Thì nói thì văn tự thôi, chứ trong cuộc đời này chúng ta tìm sự tròn vẹn khó lắm, vì cái nhân mình gieo nó không có tròn vẹn, nên chúng ta phải chịu cái sự khổ đau trong cuộc đời mình nhiều quá. Nhưng mà quý vị cũng rất là may mắn, chúng ta được nghe Phật Pháp. Chúng ta được nghe Phật Pháp. Nên cái câu mà những đức chia sẻ cho quý vị nghe, đã thiếu nợ thì trả đi, đừng có than vang làm gì. Có than thì than cũng phải tu, nghe không? Không than thì nó cũng ấm ức nữa quý vị. Nó cũng đi tìm đầu này đầu kia, nó than để nó cởi mở ra. Tại vì mình không than mà nó tiêu được thì không than. Còn cái này mình không than mà mình ấm ức trong cõi lòng, nên bắt buộc mình phải đi than vang. Đúng không? Đó là Phật Pháp mở rộng mà.
Nhân Đức nói như trong chùa này, Nhân Đức có nhắc người trong chùa hoài, mà cả người trẻ này có những cái họ trong lương tâm họ, họ không nói không được. Mình phải ngồi để cho họ nỉ nê họ nói. Họ nói ra hết đi rồi họ nhẹ. Không? Biết rằng á, niệm Phật có thể tiêu nghiệp, nhớ Phật thì chuyển nghiệp, nhưng mình chưa đạt tới trình độ đó. Nó không có tiêu được, mà nó làm mình ấm ức. Mà ấm ức trong tâm thì nó cứ dê dẫn hoài, nó cứ quay tới quay lui hoài, nó làm mình nặng nề. Nên phải cần nghe Pháp. Những đức nó nghe Pháp còn quan trọng hơn niệm Phật. Cái công đức niệm Phật là lớn nhất, nhưng mà tới thờ mạt Pháp là cái công đức của thuyết Pháp là lớn nhất. Thật sự mà nói, Pháp là do con người nói ra thôi. Người hoàng đạo chứ đạo nào hoàng người. Do con người nói ra và nhìn được nhân sinh như thế nào để nói ra như vậy. Thì biết rằng vì sao người ta chia sẻ bọc Pháp mới bị nghe không được. Vì người ta bị chết văn tự quý vị. Người ta cứ sợ tội lỗi, người ta không dám mạnh dạn nói ngược lại. Nhưng mà Phật rất là quan hỷ nếu như quý vị thật sự có cái khả năng đó. Giống như mình làm cha mẹ người ta thôi. Đứa con mình nó đi ngược thời gian, nhưng mà nó lại đạt tới trình độ cao độ. Chúng ta phải chấp nhận thằng con này dữ hơn mình. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Nếu như chùa này chỉ có niệm Phật không là vô lượng công đức, những đức không thuyết Pháp, thì chùa này không bao giờ người ta về đây đông như vậy. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp cho quý vị nghe bây giờ càng ngày càng nhiều, nhưng đến đây niệm Phật thì không nhiều. Chùa mình càng ngày càng đông, mình nhìn thấy rõ ràng không? Còn nếu như dụng công niệm Phật lễ Phật nhiều thì chùa mình lại không đông. Ngày xưa bị thấy rõ ràng chưa? Đó. Như Đức đem tịnh độ, như Đức đi giới thiệu, như Đức tán thán tịnh độ, như Đức chỉ vì cách tu. Bây giờ cái người mà áp dụng phương pháp tu tại gia quá đông. Tại sao những Đức không dùng phương pháp lễ Phật dẫn được, lễ Phật được chứ không phải không được. Như Đức chỉ cần mở rộng cái vị trí bên kia là lễ Phật được hết. Nhưng quý vị mỗi từng đi về đây, quý vị hãy nghe Pháp và niệm Phật chung chung thôi, để cho quý vị cảm thấy mát mẻ sạch sẽ. Không đến nỗi mà đổ mồ hôi mồ kê, tóc tai bùm xùm, mặt mày như bà chằn. Nên những đức cho quý vị gì đó, để cho quý vị nếu mà là cảm giác được niệm Phật thì quý vị sẽ về tu hai thời sáng tối à. Chuyện này nó sẽ nghiêm túc liền à. Nhưng mà đi về đây những đức tán thán như vậy để cho những người sơ học, người ta đến đây người ta nghe ông thầy ông giảng, tán thán tịnh độ rồi người ta về nhà người ta sẽ tu. Hiểu không? Vì về nhà bị chỉ cho người ta tu. Nếu mà bây giờ cái chánh điện mình mà sắp ra lễ Phật thì chánh điện mình được ngồi bao nhiêu người đây? Rồi bao nhiêu con người muốn ngồi trong đây, làm sao ngồi được đấy? Mà nó không có hình thành được cái buổi thuyết pháp thật là đặc biệt hoành tráng. Bao nhiêu người gặp những đức họ nói rằng tại sao thầy không sắp xếp cho người ta lễ Phật đồ này kia cho nhiều. Những đức nói những đức sắp xếp những đức sẽ tự biết. Thật sự những đức biết nên sắp như thế nào. Chỉ cần làm sao mà giúp nhiều chúng sanh thì điều đó là tốt. Đúng quý vị. Đó. Nên những đức mong rằng quý vị học Phật, quý vị đừng có nên chết cứng văn tự. Có những cái phải cải cách văn tự và điều chỉnh làm sao mà cái việc mà giải thoát của con người gây dựng chỗ này đừng có mắc thôi. Chỉ cần cái tâm giải thoát tu đừng có mắc, còn phương pháp thì có thể thay đổi. Lý luận về văn tự thì thay đổi được. Tại vì con người đang cần cái văn tự này thì phải đưa văn tự này cho người ta chứ. Đúng không? Nên những đức nói bây giờ thuyết pháp là việc rất quan trọng. Mà cái lợi thế của những đức là siêu thuyết pháp. Quá nhiều quý vị. Ai mà giảng những đức gọi là quá siêng á. Những đức nói rõ ra một câu gọi là ha, hát hay không bằng hay hát là những đức. Tuy là hát dở mà lại siêng hát. Giết người ta tự nghiệp, người ta thương. Rồi tự nhiên người ta ủng hộ. Đúng không? Đó. Vì thấy mặt mày có đẹp gì đâu. Mà tại sao nhiều người muốn nhìn? Là tại vì coi thử có nó như thế nào. Nó thật sự con người chúng ta, cái tính con người mình, khi mình mà độ sanh mình cũng phải hiểu tính họ. Có nhiều người nói ủa thầy, con thấy có thầy đâu có hô gì mấy, sao thầy nói thầy thấy ghê quá vậy.
Nhưng Đức nói tôi mà không nói gì sao bà lặn lội tới đây. Ngộ không? Họ phải bắt buộc họ phải đi lại đây coi thử như thế nào. Hôm qua có một cái cô á, cô gặp như Đức, cô nói một câu: thầy phải coi lại cái máy quay phim của chùa. Cái máy quay phim gì đâu mà quay thầy ở trong phim mà còn xấu hơn ngoài. Những Đức nói rằng cách này rất hay. Đa phần người ta chuốt hình ảnh ở trên mạng, phim ảnh nó đẹp dữ lắm, trẻ dữ lắm, nhưng ở ngoài lại già. Còn mình thà như vậy người ta đã thích rồi mà gặp ở ngoài càng thích hơn. Đúng không? Chú làm chi quý vị? Thôi càng chú làm chi. Ví dụ như mình lên buổi giảng, vui là vui nhưng mà nó vẫn có cái nghiêm. Gặp mình ở ngoài mình càng gần gũi, cái này nó càng đạt quý vị. Đúng không? Vì thấy vị đi về chùa, vị thấy ông Nhật Đức chạy xe đạp giống thằng khùng chạy vòng vòng chùa. Vì nó vô duyên, vô dụng chạy xe đạp. Chạy xe đạp chứ xíu xíu, chạy như như xe khỉ. Mà có khi Nhật Đức gặp người ta, Nhật Đức đạp liên liền nghe. Làm cho người ta cừ. Khi Nhật Đức gặp người ta, Nhật Đức đạp giống xíu khỉ á quý vị. Ừ, làm gì đó. Mình nói kệ cho người ta cừ đại. Cho người ta cười là mình thấy mình vui rồi. Đúng không? Thật sự mà nói, chúng ta bây giờ sanh một loài hoa hay một cái trái gì, chúng ta vẫn mong chúng ta có được cái tên là trái cười. Chứ tôi không bao giờ mong muốn tôi làm trái sầu riêng bao giờ. Quý vị coi, cái số phận gì đâu mà thê thảm. Nó sanh làm một cái trái mà tên là sầu riêng. Thật sự mà nói, tôi mong rằng tôi có cái trái, một là trái cười, còn hai là sầu chung. Sầu chung còn gọi là buồn chung quý vị. Buồn chung thì có thể chia sẻ, còn riêng lẻ thì buồn thì vô cùng khổ đau. Đúng quý vị? Khổ đau. Bây giờ quý vị coi nè, chúng ta đi ra bãi biển mà ngắm biển, nếu một mình mà ngồi ngắm biển thì cảm thấy buồn không? Đây gọi là sầu riêng. Mặt biển bao la, buổi chiều mặt trời lặn, chúng ta một mình ngồi trên tảng đá nhìn ra biển cả mênh mông, chúng ta cảm thấy rằng bản thân mình không biết đi về bến bờ nào. Tự nhiên mình đưa mình lên cái bãi biển và trôi đi về đâu? Tự nhiên lúc đó chúng ta lại nói với mình rằng bản thân ta sẽ đi về đâu? Nước biển mênh mông, bờ bến ở đâu mà ta đáp đây? Thấy khổ không? Còn nếu hai người chúng ta ngồi ở trên bãi biển đó thì chúng ta đâu có nói cái tiếng mà chúng ta cô đơn quý vị. Thiệt ơi, nếu hai người ngồi trên biển thì quý vị nói: ông mặt trời ơi, ông hãy lặn mau mau giùm tôi đi. Vì hai người chúng ta đâu có cảm thấy mình cái gì đâu mà buồn. Còn nếu như một mình thì mình nói: ông mặt trời à, con một mình đơn côi quạnh quẻ lắm, ông đừng nên lặn sớm, con sẽ cô đơn lắm, dù cỡ nào cũng có ông ở đây với con. Nên chúng ta một mình là kẻ cô đơn, nên gọi là sầu riêng. Nó rõ ra văn tự là do con người nói đó quý vị ơi. Văn cũng do con người mà nghĩ ra mà viết ra thôi. Cảm giác làm sao mà thích thú thì đó là văn hay. Đúng không? Văn hay. Nên cái thời cuộc bây giờ con người người ta quá bận bịu quý vị. Chúng ta viết văn làm sao mà nghe hay mà dễ hiểu, để chúng ta đỡ tối đa về cái chuyện động não suy nghĩ đoạn văn này. Đúng không? Nên nhà Đức chia sẻ Phật pháp đó không có câu nào mà để quý vị phải cần suy nghĩ chứ. Nên khi quý vị nghe nhà Đức giảng là hoàn toàn vô tư. À! Vô tư. Tại vì sao vị không cần phải suy nghĩ? Đúng không? Nên bây giờ vô tư thế mà sống, vô tư. Quá tự tại vậy. Đúng không? Nên về hộ pháp là cảm giác là vui. Tự tại không nói làm do chứ. Thấy không? Quá tuyệt vời quý vị. Nè, vì thấy chia sẻ Phật pháp gì cảm thấy được không? Thấy không?
Từng nào quý vị ở đây, có nhiều người ta nói rằng từng nào cũng về nói cái gì. Có nhiều người chứ có nhiều người nói rằng về đi rồi sẽ biết, về đi rồi sẽ biết. Thật sự mà nói với quý vị, có nhiều loại nghiện khổ đau, thà nghiện pháp vẫn là tốt. Hôm qua cái cô đó cô gặp Nhân Đức, sáng sủa xinh đẹp, cô nói một câu: thầy ơi, con nghiện ra thầy rồi phải làm sao? Thì Nhân Đức hỏi cổ là cuộc đời cô đã từng nghiện người đàn ông nào chưa? Nó dạ có. Cô thấy khổ nhiều hay vui nhiều? Cô nói khổ nhiều. Nhân Đức nói nhìn cô là biết khổ. Ồ, hỏi vì sao thầy biết? Nói vì cô đẹp, chắc chắn cô khổ. Khổ về đàn ông đúng không? Nói dạ. Vì từ khi cô nghiện Nhân Đức tới giờ cô có khổ không? Cô nói không. Ngày nào con cũng cười quá trời nhiều luôn. Thì bắt đầu là Nhân Đức hỏi cổ: vì sao cô nghiện người đàn ông khổ, cô nghiện người đàn ông không khổ? Vì người đàn ông cô nghiện khổ, họ cho cô cái cô cần thiết của nhân sinh này. Còn người đàn ông mà cô nghiện không khổ, họ cho cô cái pháp vị để giải thoát cái kia. Thấy không? Cũng là nghiện nhưng mà chọn cái nghiện, nó đâu có bị tác hại. Đúng quý vị? Không? Thật sự mà nói rằng học Phật là buông nghiện. Nhưng bây giờ chúng ta không có một điểm nghiện thì chúng ta sẽ nghiện tùm lum. Nó còn khổ hơn thà chọn một điểm nghiện. Thì ngồi suy nghĩ coi, phải không? Đây gọi là chia sẻ Phật pháp đa dạng căn tính, tự mà suy nghĩ. Tự suy nghĩ đi. Nên thật sự mà nói, ngẫm nghĩ việc đời mọi việc đều tốt, đúng không? Tốt xấu gì là do ta mà ra. Ta muốn tốt thì tốt, ta muốn xấu thì xấu. Tuyệt vời vì sao Phật pháp cho ta cái tuyệt vời này ta? Quá tuyệt vời. Chúng ta bây giờ có nhiều người chúng ta phải đi tìm cái tốt, phải gây dựng một cái tốt gì, trong khi Phật pháp cho mình bạn muốn tốt thì là tốt, còn bạn muốn xấu thì là xấu. Bạn muốn cười thì là cười, bạn muốn khóc thì là khóc, cái chuyện của bạn đấy. Bạn vừa khóc đó và bạn cười đó, bạn hãy ngẫm nghĩ lại, bạn cần cười hay là bạn cần khóc? Đúng quý vị? Quá tuyệt vời như vậy. Phật pháp hay như vậy. Vì sao chúng ta không học Phật pháp? Đúng, rõ ràng học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Bây giờ quý vị cứ ngồi suy nghĩ nè. Hiện tại chúng ta đang ngồi đây, quý vị thấy trong một tuần lễ chúng ta rất khó tìm được những cái giây phút hoàn cảnh như vậy, đúng không? Mà quý vị thấy sự hưởng thụ này gọi là vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng ý như Đức muốn nói là gì? Quý vị cũng có cái hưởng thụ của cuộc đời nhân sinh đó, nhưng có hình có tướng nhưng lại làm cho mình khổ đau. Nhưng đây là cái hưởng thụ qua văn tự lời nói, vô hình vô tướng mà cho mình sự an lạc. Đúng quý vị, an lạc mà. Bây giờ quý vị coi, chúng ta có thể ngồi đây gì nhưng mà chúng ta đâu có nắm tay nhau. Đâu có nắm tay nhau đâu quý vị. Và chúng ta cũng không có ôm nhau. Không nắm tay nhau sao ôm nhau? Mà tại sao chúng ta lại được an lạc? Cái sự an lạc này qua cái lời nói, cái năng lượng, tích năng lượng. Có nghĩa là mỗi người là ngồi đây là đang đón năng lượng. Mỗi người đang ngồi nghe pháp khắp nơi nơi trên mạng là đang đón năng lượng. Nhưng tức là người rải ra năng lượng, đúng không? Đó. Giống như ngày xưa một cái bình cái, bình chính á, mà nó câu qua nhiều cái bình con để mà nó truyền điện qua, khi xài cái bình con hết bình thì chúng ta phải đem cái bình con lại cái bình chính để bình chính nó tích điện qua cái bình con. Đó. Em không? Nên từ nơi đó quý vị ơi, chúng ta là người học Phật, an lạc vui vẻ có chia bao nhiêu thì nó cũng càng an lạc vui vẻ. An lạc vui vẻ cũng như bóng đèn, chúng ta ngồi trong ánh sáng, ánh sáng vẫn là sáng, bóng đèn vẫn là sáng, không mắc ánh sáng đi đâu.
niềm vui của sự an lạc cũng như hư không, không khí vậy đó. Vì có hốt không khí ở đây bao nhiêu đem đi chỗ khác thì không khí ở chùa Hộ Pháp vẫn bình thường. Không? Tại vì vô hình vô tướng nó không có nặng nề, nó không có bị mất đi. Còn của cải vật chất thì cầm đi có thể thấy nó bị nhót. Nhưng mà sự an lạc của chúng ta mà chia ra, càng chia thì ta lại càng an lạc. Đúng không? Bây giờ Như Đức hỏi quý vị nè, chúng cái miệng chúng ta cười ra, người khác nhìn mình cười theo, cái miệng chúng ta vẫn còn cười ở đó. Chúng ta có mắc cái miệng ở đâu đâu mà không cười? Được không quý vị? Một ngày chúng ta có cười với 100 người đi chăng nữa thì miệng ta vẫn càng đẹp, đúng không? Vậy tại sao chúng ta không cười? Cái lý luận này nó đặc biệt đó quý vị ơi, thấy không? Nghĩa là càng chia thì càng tăng thêm năng lượng. Mình có bị mất mát gì đâu. Thí dụ như bây giờ có những người nói rằng, trời, bà phụ nữ mà sao bà gặp đàn ông nào bà cũng cười. Ủa? Thì đủ duyên thì cười con gái chứ làm gì vậy? Thí dụ như mình là một người đàn ông đi, mình là một người chồng đi, vợ của mình mà thường có nụ cười đẹp, bao nhiêu người đàn ông thích cái nụ cười của vợ mình. Mình cảm thấy mình hãnh diện khi mình có người vợ này. Ờ, có gì đâu. Chúng ta là thuộc ích kỷ vậy. Ích kỷ nhỏ mọn là nụ cười này chỉ dành cho mình. Đây thì bạn khổ rồi. Chứ thật sự thì thân xác nó có làm điều gì không phải đâu. Nó chỉ là cười cái thôi. Thật sự mà nó chỉ đưa tin thôi chứ có cái gì đâu mà mắc. Hiểu không? Truyền cảm hứng thôi chứ có gì đâu. Nếu như trong cái cõi đời này con người ta thường truyền cảm hứng đó thì cái cõi đời nhân sinh này đâu có cái sự khổ đau. Quý vị cầm một món quà, một cái bánh, quý vị tặng cho một người nghèo đi xin què hoặc nằm ngoài đường, phải tặng cho người ta vì còn nở nụ cười, nói một lời rất là nhẹ nhàng, chỉ đưa cho một phần quà đó. Người ta có thể 5 năm, 10 năm sau người ta vẫn cảm giác lời nói của một người phụ nữ đó từng tặng tôi một món quà. Có mà. Nhưng Đức nói bảo đảm 100% quý vị, trong tất cả những người phụ nữ ở đây này sẽ có một người phụ nữ đã từng có mối tình mà một người đàn ông đó cực kỳ nói chuyện dễ thương, rất là dễ thương, và từng tặng mình một món quà mà nói một lời nói rất dễ thương. Và tới bây giờ dù đã trải qua thời gian rất lâu mà quý vị vẫn còn lưu trữ trong tâm, đúng không? Quý vị hãy nghĩ điều đó đi, rồi quý vị hãy làm điều đó đến với nhiều người đi. Đến chi? Để cái nhân thiện đó trồng trong tâm nhiều người, đúng không? Cũng là một món quà mình tặng, mà thêm một lời nói, thêm một nụ cười, thì quý vị thấy phải tăng tốc thêm cái món quà này, nó có một cái giá trị liên thành không? Quá hay, đúng không? Ví dụ như bây giờ sắp sửa tới cái ngày lễ phụ nữ, mình mua một món quà mình tặng cho vợ mình. Mình lỡ mình nắm tay người vợ mình, mình tặng cho món quà cho vợ mình, nhìn thẳng vào mặt em. Mình chọn hoàn cảnh nào, đừng để cho có người quấy rối nghe chưa. Chứ có người quấy rối là khó lắm, không có chuyện giỡn đâu. Nhưng mà nếu có người quấy rối mà mình mạnh mẽ, mình gan dạ thì đúng là mình đạt tiêu chuẩn cao nhất. Mình nhìn xung quanh có người như không có người, chỉ có đôi ta thôi. Không, mình cầm món quà mình tặng em à, năm mười năm nay, mười mấy hai chục năm nay em đã vì cái gia đình này, vì anh mà em đã nhiều cái khổ, có những cái khổ trong tâm em mà em cũng chưa nói ra hết được bao giờ. Ngày hôm nay cũng là cái ngày lễ phụ nữ, anh cũng là một người đàn ông, phải làm sao để mà gửi đến cho em một cái gì đó bằng một tấm lòng. Đây là một món quà còn có thể càng ngày nó càng phai nhò đi, nhưng mà cái tấm lòng của anh, em cứ yên tâm, em cứ yên tâm, cả đời em yên tâm. Nói tới câu đó thôi quý vị, còn cái đoạn sau thì tự quý vị giải thích. Ta nói vậy thôi chứ người ta chỉ là viết nền thôi quý vị à. Có nhiều người nói, ủa sao ông thầy này ông đi tu mà cái gì ông biết? Tôi đi tu trễ, hiểu không? Tôi đi trễ, ngày xưa tôi ngoài đời tôi cũng biết chọc người phụ nữ, chứ đâu phải tôi đi tu từ nhỏ. Quý vị, đi tu trễ mà.
29 tuổi người ta mới đi tu. Hiểu không? Tại vì coi đời đạo gì nó cũng thông tình đạt lý. Một cái lời nói đâu mắc tiền mua quý vị. Bây giờ mình mua món quà gì mình nghĩ người ta là của mình rồi, bắt đầu là mình sao? Cầm món quà về nè, ngày nay phụ nữ tặng quà đó. Nói chồng này gì đâu mà chán nó ghê luôn. Dài ba lời nói mà cũng không biết nói, nó cầm quà cho nó nè quà nè. Không? Mua món quà mình, bây giờ mình kêu người ta gói món quà có cái nơ gì trên cho nhìn nó đẹp. Kế đó mình dán thêm hai trái tim nho nhỏ. Hiểu không? Cỡ nào cỡ mình cũng phải có tạo một bầu không khí gì đó nó lãng mạn chút. Gì đâu mà nó vô duyên, nó quê mùa gì đâu mà nó kỳ cục, phải không? Đó. Thật sự mà nói quý vị, mà gặp người đàn ông vậy cũng cảm thấy đặc biệt đó quý vị. Hiểu không? Ông mà qua cái buổi giảng này cũng nhiều ông làm theo. Ở đây chắc cũng mấy ông làm theo rồi chứ. Làm đi. Đúng không? Cảm ơn người ta. À, giờ tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi bà ơi. Bà đẻ con cho tôi cực lắm. Tôi nói thiệt chứ. Bởi vì tôi bà đẻ thì tôi đẻ phụ bà. Mình nói câu đó là ăn tình biết nhiêu nói quý vị. Mình nói thật lòng, mình nói làm cho ta cười á. Bởi vì mà tôi đẻ được á, tôi đẻ phụ bà một đứa. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó. Mấy ông làm đi. Già 50 tuổi chơi luôn. Đến báo lại cho bà hết hồn quá. Hết hồn quý vị. Không mà có những người á, có những người họ rất là lạ. Họ chưa từng hưởng được cái cảm giác đó quý vị. Khi bị làm cái đó bất tử, họ sẽ cảm thấy họ bị rùng mình. Tại vì họ sống với những người đàn ông họ quá cứng cỏi à, quen à. Đúng không? Họ làm bất tử như vậy, cái người phụ nữ đó cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Nhưng mà yên tâm đi, họ rất là thích phụ nữ là như vậy đấy. Tuy họ rùng mình, họ mắc cỡ nhưng họ thích lắm. Ừ. Đúng không? Họ thích như vậy đấy. Nếu mà mình mà không làm gì họ buồn. Nhưng mà khi mình làm như vậy thì họ làm sao? Già cả rồi mà. Gì đâu làm bộ nghe nói câu gì đâu vậy đó. Nhưng mà phái lắm. À, bắt đầu cầm cái món quà để vô trong phòng, ở trong mở ra coi nha. À, mở ra coi. Coi xong cười miếm 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 hoài vậy đó. Nhưng mà làm bộ thì nói ai quỷ gì đâu. Làm bộ. Mình cứ làm thì cứ làm. Phụ nữ là người ta vậy đó, làm bộ vậy đó. Hiểu không? Nó nên lạ kỳ như vậy. Nên từ nơi đó. À, còn thứ sáu thì được thì đến cho nấu chè cho ăn. Đúng không? Hai vợ chồng đi được thì quá hay. Đúng không quý vị? Nó tại chùa mà nó cũng vui nghe. Ừ, vui chứ không phải giỡn đâu. Mà thường như thế tổ chức cái gì cũng vui quý vị ơi. Vui. Coi cô kia, cô không có chồng. Mà cô nói thầy biết á, lúc mà con chưa biết thầy là con cứ thường suy tư suy nghĩ cuộc đời mình gì rồi, càng ngày về sau mình sẽ như thế nào. Thấy người ta có đôi có cặp đi ngoài đường, tự nhiên bản thân của mình cứ suy nghĩ những điều đó mà bản thân mình cảm thấy bị cô đơn. Nhưng từ khi biết thầy tới giờ con cảm thấy con không còn cô đơn. Bà nói vậy đó chàng. Bà nói rằng là thầy biết không, ngay chỗ này của con nè, nó có một cái lỗ trống cô đơn. Ý bà nói trái tim của bà đó quý vị. Trái tim của bà nó đang trông ngóng một chàng công tử, nó bị cô đơn, nó bị hót một lỗ chỗ này. Thấy không? Không, giống như là trái tim bị tổn thương quý vị, nó bị thiếu thốn. Cuối cùng những đức nói nè, lấy cái quạt đắp vô.
lấy cái quạt đắp vô cái lỗ trống đó. Thấy chưa? Không, cái cách mà, cái cách giải thích của mình nó mắc cười thiệt quý vị. Thấy không? Cái cách giải thích của mình mắc cười thiệt. Xong nhà Đức nói rằng: cô à, sự cô đơn của cô là vì mình thiếu thốn niềm vui. Nhưng khi những Đức giảng pháp mà vui vẻ và cô có một hướng đi về, thì tức khắc trái tim bị thủng một lỗ đó tự nhiên lành lại. Không? Mà chính bà nói rằng bây giờ bà không còn cô đơn nữa. Tại vì sao? Vì ngày nào bà cũng cảm thấy có pháp vị và sự an lạc. Đúng không? Thật sự mà nói, trong cuộc đời chúng ta nếu nhiều bạn vẫn là tốt hơn là nhiều kẻ thù. Đúng không quý vị? Tự chúng ta đi chuốc làm kẻ thù của nhau làm gì? Càng ngẫm nghĩ bản thân mình đúng là ngu. Bản thân chúng ta đúng là ngu thiệt. Chúng ta để tự mình đi tạo thành nhau là kẻ thù, để rồi chúng ta tự làm cho mình cái nhân tố phiền não, gặp nhau cũng khó chịu vô cùng. Càng ngẫm nghĩ bản thân mình đúng là mình ngu thiệt. Nên chơi với bạn bè cũng vậy, có những chuyện chúng ta cũng không nên đụng tới bạn bè làm gì, vì mình thấy mình không nói được bạn bè. Thà chúng ta còn nắm tay nhau đi vòng vòng chùa hoặc đi gặp nhau ăn bữa cơm chay. Dù thật sự là nói rõ ra là bằng mặt không bằng lòng, nhưng thà bằng mặt để cái hình tướng bên ngoài nó vẫn còn tồn tại. Tại vì mình gây dựng được bằng mặt rồi thì mình gây dựng cái lòng ở trong của mình nó từ từ lại. Tại vì cái lòng, bộ đồ lòng ai thấy? Cái bộ đồ lòng mình không ai thấy quý vị. Quý vị đúng không? Cái hình bên ngoài là cái mặt, quý vị có thể làm lên nó như thế nào đó, tỷ vị, cái hình bên ngoài. Nó nhỏ, nó lớn gì đó, quý vị làm tỷ vị. Nhưng mà cái ở bên trong thì ít ai thấy. Khi mà vạch cái bên ngoài mà thấy bên trong thì chuyện cũng đã xong. Tự mình suy nghĩ đi. Hiểu không? Cái cõi đời này nó thật thật giả giả. Bây giờ nó có giả, bây giờ mình nhìn nó mình cũng không biết được. Tại vì mình thấy nó là như vậy, làm sao biết nó giả. Nhưng mà đã gạo nấu thành cơm rồi thì giả gì cũng đã thành cơm rồi. Quý vị nên nhận thức cái lối sống này đi quý vị. Thì quý vị sống rất là đặc biệt. Quý vị cũng đừng nên cho lấy cái thật quá đối với con người. Vì người ta đâu có thật đó đâu mà mình thật quá chịu không có nổi. Bởi vì càng tu rồi đúng là nó thông tình đạt lý chỗ này. Nó thiệt, bởi vì cái phương tiện trong nhà Phật giết mà chúng ta chịu không nổi, giết mà chúng ta hư luôn chứ không gì. Vì cái trí tuệ phương tiện trong nhà Phật nó cao độ quá. Quá cao độ. Nên á, ngày xưa mà những đức mà nghe cái câu nói của một bậc vĩ nhân thế giới nói một câu: ông trời có trừng phạt tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng cho tôi một thằng bạn nó thẳng khuyết điểm của tôi. Không chấp nhận vậy, nhà đức không chấp nhận. Nhưng sau này nhà đức phải chấp nhận thôi. Vì chúng ta cũng đừng đến nó thẳng khuyết điểm người khác. Thì khi nó thẳng quá, chúng ta sẽ có tác dụng phụ rất là lớn trong cuộc đời này. Đúng quý vị. Mình càng tu học mình càng điều chỉnh lại luôn quý vị. Nên chúng ta đừng nên cố định một cái vấn đề gì đó để cuộc đời chúng ta phải đi vào cái nặng nề. Tại sao chúng ta không bớt cái sự giác lại đi? Chúng ta giác chi cho nó nặng nhiều, chi cho nó mệt? Tại vì bản thân mình hãy gây dựng mình. Còn mỗi người thì chúng ta cùng có thể sống trong cuộc đời này. Có thể cả đời chúng ta cũng không đến nổi đụng chạm gì quá đáng. Điều đó nó vẫn tốt hơn là ra mặt để đụng chạm nhau. Đúng không? Bây giờ nhớ đứng hỏi quý vị nè. Chị em cũng đã từng đi tu chung, đã biết nhau rồi. Bây giờ chị em vì một cái vấn đề gì mà chị em để cuối cùng không chơi chung nhau nữa? Vấn đề gì nó kỳ cục, nó vô duyên nè. Thà bây giờ chúng ta nó thật sự mà nói, chúng ta có thể kết hợp lại nhau hết. Nhưng mà cái tần số mà để mà đến với nhau thì chúng ta hãy tự kết. Còn cái việc mà sống thì chúng ta hãy tự nhiên. Cuộc sống thì tự nhiên, tần số thì tự kết. Ý nói là tần số phù hợp thì tự kết đi.
Còn cái cuộc sống thì hãy tự nhiên, cũng đừng nên ra bộ mặt gì để làm nhau lạnh lùng chi cho nó mệt. Đúng quý vị, nó dặn đặc biệt hơn. Đó là mình biết nuôi dưỡng năng lượng đó quý vị. Mình biết nuôi dưỡng từ trường của bản thân mình. Giả cũng được, nhưng mà bản thân chúng ta nó không đến nỗi quá đụng độ nha. Còn hơn thật mà để đi quá đụng, đi đụng độ nhau nhiều. Tại vì cái cõi này người ta giả nhiều quá, mình quá thật nó sẽ đi đụng nhau. Giết từ từ chúng ta cũng phải giả trong thật, thật trong giả. Đúng không? Giả trong thật, thật trong giả. Để mà sống bước vô rồi đi. Thật sự với quý vị, các cụ trong chùa mình lớn tuổi đi tu, để nói rằng các cụ giảng sanh thì đây cũng là cả vấn đề. Nhưng chúng ta hãy nói nó là giảng sanh đi. Đúng quý vị, chúng ta vẫn cầu nguyện cho người ta giảng sanh đi. Chứ cái chuyện giảng sanh mà dễ ăn quá thì đâu có đơn giản. Niệm Phật giảng sanh là có người hiểu biết. Thật sự mà nói hiểu biết đến mức mà cuộc sống nhân sinh này thiện ác giết được từ chúng ta thấy nó là chúng ta sẽ nhận thức được rồi. Đúng không? Thì lúc đó bạn sẽ có sự an lạc của cực lạc. Nhớ kỹ, bạn sẽ có cái an lạc của cực lạc. Thì lúc đó chắc chắn là bạn niệm Phật giảng sanh, vì bạn có cái an lạc của cực lạc. Mà an lạc trong nghịch cảnh nghịch duyên, an lạc trong cái nhiều cái trở ngại, an lạc trong thực cảnh thuận duyên. Thuận cảnh thuận duyên cho chúng ta nhìn thấy không tồn tại lâu dài. Nghịch cảnh nghịch duyên cũng không có lâu dài. Nó đều là không có lâu dài. Đã là không có lâu dài thì chúng ta là nhất thời cùng sống. Mà đã là nhất thời cùng sống thì có vui khổ gì thì nó cũng nhất thời cùng trả. Nhất thời thôi quý vị à. Chỉ có một thời ngắn ngủi thôi, cùng vui, cùng hận, cùng buồn, cùng phiền, cùng trả. Vậy tại sao chúng ta không sống vui đi cho nó đặc biệt đó. Sống vui vẫn là đặc biệt quý vị. Chúng ta sẽ cười nhiều hơn. Nên hồi sáng Nhân Đức nói chuyện với một cái cô ở trong chùa. Có một đứa bé nó phụ cột. Rồi xong rồi nó làm cổ vừa bụng. Cái cổ kêu nó thôi đừng có phụ tôi nữa, đi chỗ khác đi. Xong Nhân Đức mới nói với cái cô này, Nhân Đức nói rằng người ta chỉ cần có tâm làm, người ta làm không được mình hoàn chỉnh ta từ từ. Còn nếu như mình không cho người ta làm, chuyện này cũng đâu phải chuyện của mình hoàn toàn mà mình không cho người ta làm. Đúng không? Tại vì người ta phục vụ tam bảo, người ta phục vụ được bao nhiêu thì người ta lợi ích bao nhiêu. Còn trong cuộc đời này chúng ta tìm người hoàn chỉnh, chúng ta sẽ đi tìm hoài không có. Chúng ta hãy lấy một con người làm mà cái công việc của nó có thể được một đoạn đường ngắn. Khi đoạn đường ngắn này người ta đi đến đó thôi thì có người khác sẽ xen vào, sẽ đi tiếp tục con đường ngắn. Cuối cùng chúng ta chấp nối từng đoạn đường lại, chúng ta cũng đi được một đoạn đường dài. Quý vị, rất là đặc biệt. Chúng ta cũng đừng nên đặt vấn đề nặng nề rằng là người này phải làm cả cuộc đời. Người ta làm tới đâu thì cái chuyện của người ta. Người ta làm được bao nhiêu người ta hưởng bao nhiêu. Vì sao? Vì cái khả năng của người ta chỉ đi đến cái mức đó thôi. Còn như những đứa nói nhiệt tình, những đứa có nói nhiệt tình, nhưng nguyên lý những đức lại hiểu. Nên những đức sống với mọi người trong chùa sống được. Đúng không? Còn nếu như mình thấy người ta làm không được, mình làm biến nói, thì có một số người có tiềm năng, người ta lại bị giống như người ta không có cơ hội sao? Mình hãy cho những người có tiềm năng cơ hội đi. Còn những người thiếu tiềm năng thì họ đi được bao nhiêu họ đi, họ tiếp nhận được bao nhiêu tiếp. Còn không tiếp thì gieo làm chủng tử. Hạt giống đó chừng nào phát triển thì phát triển, chúng ta cũng trồng giùm cho họ. Tâm như vậy thì vô cùng an lạc. Đúng không? Thì vậy thôi đó. Nên chúng ta đi đến chỗ đông người này tu học, chúng ta học được nhiều hay lắm. Chứ nếu mà bây giờ mình mà không học được là do tại mình đó. Ở chỗ đông người mới học được nhiều cái hay. Vì con người sẽ phát triển ra cái tính tình ta. Mà tính tình người ta là bài học đó. Mà học như vậy thì mình sẽ thông tình đạt lý. Không tình đạt lý. Quý vị ơi, chúng ta cũng đừng có bao giờ đặt vấn đề ôi sao người tu như vậy. Chúng ta đừng nên đặt vấn đề chi mất công như vậy. Người tu đang sửa mà, chúng ta đang còn như vậy chứ sao không như vậy. Thấy không?
Bây giờ có những người nó hô tu mà còn muốn đẹp, càng tu nó càng muốn đẹp vì nó khôn. Nó khôn nó mới muốn đẹp. Không quý vị, không lẽ mình càng tu mình ngu đến mức quỷ hoại bản thân mình, mình làm cho mình tàn phai hương sắc, quá khờ. Thật sự mà nói thì không có cái cây nào mà không muốn tưới nước, không có cái con người nào mà không muốn đẹp bao giờ. Đúng không quý vị? Đó. Nên bây giờ á, thí dụ như bây giờ chúng ta tu là tu, miễn làm sao quý vị cảm giác cái sự an lạc vui vẻ của quý vị. Thí dụ như có những người ta đi đến chùa, người ta mai một bộ đồ người ta bận hơi đẹp đẹp một chút, chúng ta thấy rằng bộ đồ đó, chúng ta nhìn cái hình thức của mình và hình thức người ta, mình cảm thấy mình bận được đẹp thì mình cứ mai mình bận, thích thì mình mai bận đi, tiền trong túi mình có quyền mình mai mình bận chứ, đồ nó vẫn là đồ thì phải bận. Chứ đâu phải mà đi đến chùa mình ở chuồng đâu mà không được. Đó là bận đồ thì được, chứ đâu phải vì không bận đồ đâu mà không được. Đúng không? Đã là bận đồ thì người ta có quyền, người ta bận một bộ đồ nào kín đáo rồi thôi chứ. Kiểu sao miễn người ta bận coi được đẹp, cái đó là ý thích của người ta thì để người ta bận. Còn ngoài ra mình nhìn thấy người ta bận vậy, trong lòng mình cũng nói đi đến chùa mà làm gì kia, chùa bận đồ chi mà đẹp dữ không biết. Này chắc là cái thứ gì đây, thứ gì kệ họ, thấy không? Nó bây giờ nhân đức nói với vị nghe chứ, nếu nói rõ ra ai cũng có cái quyền đi trên đoạn đường của người ta. Ông thầy ông cũng chọn một con đường của ông đi, ông đi không phải là con đường của ông tự chịu, thấy không? Nên chúng ta nói rằng tại sao nó là mạt pháp, vì thờ mạt pháp ma xuất hiện rất là nhiều, ma rất là nhiều, thì chúng ta là Phật hay ma thì tự mình chọn đi. Nhưng thật sự mà nói, chúng ta cũng đừng nên hiện cái tướng Phật mạnh quá, chứ cái tướng Phật mạnh quá thì ma quá nhiều nó đè mình sao chịu nổi. Chúng ta hiện tướng ma ma một chút, để chúng ta ở trong cái đám ma đó mà chúng ta sống tiện chút quý vị, thấy không? Còn nếu như mà mình quá hiện cái tướng giải thoát, quá hiện cái tướng mà tinh tấn, có chừng chúng ta trở tay không kịp với nó. Nó tập trung lên nó xử mình sao. Ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị, trong cái thời cuộc này là vậy đó. Nên quý vị tu tập quý vị gì, quý vị cũng đừng nên vội vàng nói với vợ, với chồng, với con quý vị là quý vị muốn giảng sanh cực lạc gì mạnh. Tại vì họ không hiểu điều này, quý vị nói chi vậy? Quý vị hãy nói với những người mà cùng tư tưởng với quý vị á, thấy không? Cùng tư tưởng với mình á thì nói. Còn những người không cùng tư tưởng đừng có nói với họ, nói với họ họ trở ngại mình đó, trở ngại mình dữ lắm chứ không giỡn đâu. Nó giống như hôm qua gặp một cái cô tiếp cổ, mà cô này có học thức lắm á, cô nói một câu: con bây giờ nghiện nghe pháp của thầy luôn á, nghe mà đến nỗi mà bây giờ là con quá nghiện rồi. Nhân đức nói rằng nghiện thì tốt. Xong bà nói chuyện với Nhân Đức, bà ngồi nói chuyện Nhân Đức nghe, mà từ cái ánh mắt bà nhìn mình đồ, nó tình cảm lắm quý vị, rất là tình cảm. Mà cổ cũng bốn mấy tuổi đó, mà cổ nó chắn nghe là dạng trí thức làm việc nên người ta sáng sủa lắm, cách nói chuyện rất là hay luôn á, vì làm bên luật nên ta nói chuyện rất là hay. Xong rồi ngồi nói chuyện này kia qua lại, thì cậu nói một câu: con thấy khi gần gũi với thầy nói chuyện á, ngồi gần thầy nói chuyện thấy sao nó bình an, mà nó không có một cái khoảng cách gì hết. Xong Nhẫn Đức nói: khoảng cách hay không là do mình. Nếu như chúng ta muốn để bức tường ngang thì chúng ta để thôi, còn chúng ta muốn dỡ bức tường qua thì dỡ thôi, theo cô thích thì sao đó. Đó
Vậy mà trong lòng người ta cảm thấy người ta vui, người ta nói là người ta nghe mình giảng là người ta rất là vui, người ta rất là cười nhiều, tự nhiên người ta rất là quý mến mình và người ta niệm Phật được luôn. Thấy không? Thì lời nói thôi, lời nói thôi quý vị. Thì cuối cùng thì việc anh ấy làm, cô cũng về nhà mất tiêu rồi, nó có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là lời nói thôi quý vị. Mà khuyên người ta tu, khuyên người ta niệm Phật, con đường này chúng ta nên cùng đi để về cực lạc. Nếu như bây giờ mà mình nói mình gặp ai mình cũng sợ mình động tâm, nói chuyện với ai mình cũng sợ động tâm là do tại mình động. Trong cái cuộc đời này động vẫn là thích hơn không động. Tại vì sao? Sống động mà. Vì không động đang chết hả? Bây giờ chúng ta chưa chết mà chúng ta đi chết rồi thì sống làm chi? Đang sống mà làm kẻ chết rồi, không có cái khổ nào bằng cái khổ này. Đúng quý vị? Đúng không? Mình phải sống làm sao? Mình đang sống, mình phải sống làm sao cho nó đặc biệt. Đó. Người ta nhìn mình, người ta cũng muốn học Phật nữa. Người ta nhìn mình, người ta cũng muốn niệm Phật nữa. Nên có nhiều cô mà cũng nghe mình giảng mến quý mình lắm. Gặp mình nhìn chăng chăng nè. Tại vì nghe lâu quý vị người ta thích á. Xong cái những đứa gặp họ, những đứa nói làm nhìn gì à. Mình làm kiểu cách người ta rất là thích quý vị. Thấy không? Nó làm nhìn gì à. Còn nếu như gặp mình mà mình gặp nó nhìn gì cái tự nhiên mình bỏ đi chỗ khác, mình thấy là nó kỳ kỳ vậy đó, đúng không? Tại mình ơi, nó làm nhìn gì à. Đúng không? Đó, nên á, có gì đâu. Ở cuối cùng rồi xong chuyện mình đi làm chuyện của mình. Còn người ta thì người ta cái gì đó là cái chuyện của người ta. Để người ta thôi. Quý vị coi một ngày bao nhiêu công chuyện, bao nhiêu công việc. Có những cái chúng ta gặp một con người cũng là một phương pháp xả chết. Gặp một con người, mỗi con khi gặp một con người là xả chết, chứ không có cái gì mà để mà nặng nề. Một lời nói ra cảm thấy cũng vui là quên đi tất cả những cái chuyện mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đúng không? Nên chúng ta làm việc hoài cũng thấy mệt nữa. Tại vì sao? Mỗi một con người là một bài pháp để chúng ta xả chết ra, nó không có gì nặng nề. Đấy, rõ ràng học Phật là học đúng là quá tự tại. Chúng ta lại học ra cái muốn giải thoát mà trở thành nặng nề. Đúng không? Muốn giải thoát mà trở thành nặng nề. Thí dụ như đi, mình thì mình không thích tha son. Thì mình cứ duy trì mình không thích tha son. Còn người ta thích tha son. Tốt. Tha son đi. Đúng quý vị. Thí dụ như mình không thích trang điểm, thì mình cứ duy trì cái mình không thích trang điểm. Không phải là không thích, mà là mình chưa có lúc để trang điểm. Chưa đến lúc để trang điểm. Thấy không? Còn người ta thì người ta đủ duyên để được trang điểm. Cái chuyện đó của người ta cứ làm. Bây giờ mình nói rõ ra, bây giờ ở đây mà nhìn xuống á, nếu môi ai cũng tái mét hết chứ, thì Iran như á, một cái chậu hoa mà chỉ có một màu. Bây giờ nếu cái chậu hoa này mà không có lá xanh hoặc là màu hồng chen vào, cái chậu hoa này đâu có sống động. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà giờ quay phim quay xuống thì thấy có những cái màu này, màu nọ, màu kia. Cái thì xám xám, trắng trắng, cái thì đỏ đỏ, hồng hồng. Hiểu không? Nó sống động quý vị. Đồ. Mọi việc nó đều có cái tốt của nó. Hiểu không? Thí dụ như giờ mình đi về chùa đi. Thí dụ như mình đi về chùa này đi, chúng ta nhất định phải có một cái áo chà. Áo chà. Nhưng cái áo bên trong của mình là áo gì kệ mình. Cái bộ đồ bên trong của mình là bộ đồ gì kệ mình. Nhưng mà chúng ta phải có một cái áo chà. Khi chúng ta vô chánh điện thì chúng ta bặn vô nó cùng loạt giống. Nhưng mà khi đi ra khỏi chánh điện thì chúng ta cởi cái áo chàng ra, bộ đồ gì đó là chuyện của quý vị. Đúng không? Và chúng ta thống nhất, đúng quý vị? Thống nhất là chúng ta đi về chùa nhất định phải có một cái áo chàng.
cầm theo để trong giỏ, xếp lại. Khi đi vô trong chánh điện, chúng ta sẽ bận áo chàng thống nhất. Thống nhất là áo chàng. Khi bước ra bên ngoài, quý vị có quyền bận bộ đồ gì, đó là chuyện của quý vị, đúng không? Rồi quý vị khi đi chùa, quý vị có thể mang một đôi dép gì tùy quý vị. Nhưng đi đến chùa, quý vị cắt cái đôi dép đó khỏi bị phiền phức là lạc, bị mắc, quý vị mang đôi dép chùa. Nhưng quý vị ra khỏi chùa, quý vị có thể mang đôi dép guốc cao, guốc ngắn, guốc dài, chuyện đó của quý vị, không có trở ngại, đúng không quý vị? Chúng ta học Phật là học tự tại, quý vị, học được vui vẻ, học được an lạc, học được cái tâm có cái giải thoát. Giải thoát là gì? Giải là hiểu được vô thường. Thoát là gì? Không bị trói buộc. Thật sự câu A Di Đà Phật là như vậy đó quý vị ơi. Chúng ta tụng trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã phô diễn thế giới Cực Lạc. Vậy là chúng ta biết rằng cái căn tính của chúng sanh thờ mạt pháp Đức Thế Tôn đã biết rồi, nên Ngài mới nói thế giới Cực Lạc thù thắng như vậy. Nhưng Đức tin chắc 100%, thời khi Đức Phật còn tại thế, khi nói tới thế giới Cực Lạc, chưa đến nỗi phô diễn quá cao độ. Vì cái căn tính thờ đó chỉ cần nói sơ là người ta tiếp nhận được. Nhưng mà người sau này càng ngày càng giảng, tịnh độ phải phô diễn đến mức mà phải lả lướt luôn, Cực Lạc luôn. Lả lướt Cực Lạc luôn. Phô diễn cao độ thêm, tăng bốc thêm. Đó mới là đạt đến trình độ của giảng tịnh độ. Còn nếu như không tăng bốc Cực Lạc cực điểm thì người ở thế gian này họ sẽ không muốn về thế giới Cực Lạc. Nên có những người mà không hiểu, họ nói mình xạo. Quý vị do bị không hiểu. Chúng ta nói vài câu tăng bốc thêm một cái quốc độ tốt, để cho người ta về vẫn là tốt hơn. Có một chỗ đi về vẫn là tốt hơn, đúng không quý vị? Tốt hơn. Tại sao chúng ta không nghĩ một cái chỗ tốt để tương lai chúng ta về? Bây giờ chúng ta ở cõi đời này, chúng ta đang vui mà chúng ta nghĩ chúng ta tương lai sẽ về một chỗ còn tốt hơn. Nếu mà như vậy thì cuộc đời chúng ta cảm thấy trong cuộc đời này mình quá bình an, đúng không? Vì tương lai mình được đi về thế giới Cực Lạc. Mà bây giờ bị cái tin đi, vì tu một cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán, bị lo gì nữa. Cái pháp tu mà được chư Phật mười phương đều tán thán cái pháp tu này, ngoài tịnh độ ra thì cái pháp nào cũng chỉ là một Phật tán thán, hoặc hai Phật tán thán, ba Phật tán thán. Không có một cái pháp tu mà vô lượng Phật tán thán, chỉ có tịnh độ. Thật sự chỉ có tịnh độ mới vô lượng Phật tán thán, vô lượng Bồ Tát tán thán, vô lượng Bậc A-la-hán tán thán, vô lượng Tổ sư tán thán, vô lượng Cao tăng tán thán, vô lượng phàm phu tán thán. Đúng không? Pháp đúng không môn tịnh độ à? Tại vì pháp môn tịnh độ mình niệm Phật viết á, cái sự suy diễn của mình viết á, nó cao độ đạt đến cái chỗ là nó giống như là phô diễn Cực Lạc, đến mức mà chúng ta phải thích thú. Vì sao chúng ta có thể phô diễn Cực Lạc mà cảm thấy thích thú quý vị? Là vì chúng ta cảm nhận được cái sự vô lượng thù thắng của Cực Lạc. Nhưng quý vị nhớ nghe, đây là căn tính của phàm phu phô diễn thôi đó, mà chúng ta thấy ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rồi đó. Không chỉ là chư Phật tán thán thì chúng ta không có khả năng để mà nghĩ bàn tới đâu. Cực Lạc là thù thắng lắm á, hiểu không? Như vậy thì tại sao chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta không có niềm vui, không an lạc? Quý vị phải thấy mình bị thiệt thòi và mình bị dại khờ không? Quá thiệt thòi, quá dại khờ. Có những con người, người ta cả mấy mươi năm của cuộc đời người ta cứ sống nhăn nhăn cái mặt, khổ đau vô cùng. Rồi cuối cùng quý vị coi được cái gì? Chúng ta cuối cùng cũng là chết thôi. Kết thúc cuộc đời chúng ta là chết thôi, được cái gì đâu. Đúng quý vị? Đó. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, vui cũng chết, buồn cũng chết. Tại sao chúng ta không vui để chết? Không vui để chết, đúng không? Mà vui trong cái pháp vị quý vị, vui trong một phương hướng giải thoát. Bây giờ như Đức hỏi quý vị, buồn khổ quá, quý vị đi uống thuốc sâu, uống thuốc chuột chi vậy? Uống cà phê, uống muốn đi uống thuốc sâu, thuốc chuột, lạ kỳ, đúng không?
Bây giờ đứa con nít nó ngu nhất, bây giờ nó cũng thích uống cà phê nữa. Không có đứa nào nó ngu gì mà nó đi uống thuốc chủ uống cà phê. Uống thuốc chủ, uống thuốc sâu. Thế vậy, người ta ngu nhất đâu cũng thích uống cà phê mà. Thích uống cái gì nó thơm. Nhưng tại sao chúng ta đi uống thuốc chuột, uống thuốc sâu? Vì cái tâm chúng ta đặt vào thuốc chuột, thuốc sâu đó là gì? Tiêu cực. Chúng ta không còn phương hướng nào đi đến mức mà chúng ta không còn đường để đi. Mà không còn đường để đi không phải người ta chặn của mình, mà là tự cái tâm mình chặn hoàn toàn con đường của mình. Mình hoàn toàn mình chặn con đường của mình mà quý vị. Hiểu không? Nên chúng ta đừng bao giờ làm ra mình như vậy nghe. Mình làm ra mình như vậy không có được lợi ích gì hết trơn. Nên chúng ta sống làm sao mà chúng ta nghe đạo, chúng ta sống an lạc, chúng ta sống tự tại. Mọi một hoàn cảnh chúng ta đòi hỏi chúng ta phải giàu. Cái số phận chúng ta là nghèo mà. Tại sao chúng ta lại khổ trong cái nghèo thêm chi nữa? Nghèo tiền, nghèo bạc mà có niềm vui, chúng ta vẫn còn vớt một cái niềm vui. Mình đã nghèo tiền, nghèo bạc rồi mà bây giờ mình còn buồn nữa, thì bây giờ chúng ta nghèo mà còn buồn nữa thì chúng ta được cái gì? Bây giờ chúng ta đã xấu rồi mà chúng ta còn buồn nữa thì chúng ta thêm cái xấu nữa. Thêm cái buồn nữa, đúng không? Chúng ta đã lùn rồi mà chúng ta còn khổ với cái lùn. Chúng ta đã lùn mà chúng ta còn khổ với cái lùn thì quý vị bây giờ đã lùn rồi mà nó còn thêm cái chữ khổ với cái lùn. Chịu sao nổi? Lùn nó có cái lợi ích của lùn. Các vị đừng bao giờ mình sanh ra đời là một người con gái lùn. Vì cho rằng lùn không ai thích. Có những người người ta thích lùn, không thích cao quý vị. Có những người người ta thích cao mà không thích lùn. Có những người người ta cũng thích lùn không thích cao. Quý vị cũng đừng bao giờ buồn tại sao tôi mập quá. Có những người người ta thích mập, không thích ốm. Không? Theo những đức thấy thì thích có thịt nhiều hơn là thích không có thịt. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè. Quý vị mua một con gà về bằng thịt ăn. Quý vị thích mua gà mập hay mua gà ốm? Hiểu không? Mình cưới con vợ mà nó mập đem về thì mình bỏ đói nó vài bữa nó vẫn là còn có thịt. Mình nghèo nghèo cho nó ăn ít chút thì bản thân nó vẫn không đến nỗi quá ốm. Còn mình cưới con vợ ốm nhơm ốm nhách về, mình bỏ đói nó 2 ngày là nó chết queo. Hiểu không? Nên mình ăn chay niệm Phật á, dù cỡ nào phải có thịt thà. Ăn chay niệm Phật giết á, mà da bọc xương. Người ta nhìn mình ai chịu ăn chay niệm Phật. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè. Quý vị thích nựng một cái mặt có thịt hay là nựng cái mặt không có thịt? Có thịt. Đúng không? Chứ cái mặt mà da không với xương không ai mà thích nựng. Đúng chưa? Vậy thì quý vị phải ăn uống cho đàng hoàng, vui vẻ, để quý vị có da, có thịt, có mỡ. Nhớ kỹ nghe, quý vị có da, có thịt mà không có mỡ là vì sẽ khô khan đó. Mỡ á, nó tích ra dầu. Mà dầu nó làm cho da quý vị bóng. Nên quý vị cần phải có thêm chút mỡ vô nghe chưa? Mà quý vị muốn có mỡ thì phải cần cái phương pháp gì phải không? Vui vẻ thì nó mới có mỡ. Nên đa phần á, người mẫu là nó ít vui lắm. Ăn nó không dám ăn. Nó kiêng cử đủ chuyện, ngủ nó không dám ngủ nhiều. Nên bản thân nó không được tự tại nên nó chỉ có da và thịt thôi. Không có mỡ. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó khổ lắm. Không có tự tại như quý vị đâu. Phải làm sao mà bản thân mình sống trong cuộc đời này tự tại. Thấy không? Thật sự mà nói có những cái chúng ta cũng không nên quá cưỡng lại cái tâm mình. Mình dự định mình ăn 2 chén cơm mà bữa nay ăn ngon quá thì chúng ta ăn thêm 1 chén nữa thôi. Thấy không? Còn nếu như mà bây giờ mình bữa nay mình dự định ăn 2 chén mà mình ăn có 1 chén rưỡi no rồi thì chúng ta nghỉ ăn thôi.
vô cùng tự tại quý vị. Pháp môn niệm Phật này của chúng ta, chúng ta chỉ cần tín nguyện niệm Phật cho thật là kiên cố, còn cuộc sống thì quân bình cùng sống. À, quân bình cùng sống đi. Bây giờ á, nghe gì rồi á, những người mà không hòa thuận đủ nhau thì tự gặp lại với nhau. Tại vì sao? Chúng ta cùng kết hợp. Thí dụ như nguyên một vàng chị em ngồi trên đây, nếu như mà hòa thuận hết thì cái địa bàn này ai dám chiếm của mấy chị? Đúng quý vị? Thật sự mà nói luôn á. Một cái đất nước á, một cái đất nước mà có giặc ngoại xâm vô là chắc chắn đất nước này có vấn đề. Có vấn đề là nội bộ không được hòa hợp. Chứ nếu như mà hòa hợp bắt tay nhau thì ai dám chui ngang? Đúng không? Nên nguyên lý của một con người sống với nhau là cùng hỗ trợ nhau mà sống, cùng hỗ trợ nhau để giữ được chén cơm cho chính mình. Đó là người khôn nhất đó quý vị. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, chúng ta sống trong đoàn thể, chúng ta bay là chúng ta đá nồi cơm, chúng ta cũng sẽ mắc chén cơm của mình. Không nên đi đá nồi cơm làm chi. Người này giữ nồi cơm, chúng ta ai cũng nên giữ nồi cơm, ai cũng nên bỏ công vào để giữ nồi cơm, thì chúng ta sẽ bớt được chén cơm trong nồi cơm, đúng không? Bây giờ nè, chúng ta có một ngôi chùa để trở về mỗi tuần, mỗi khi lễ hội, và chúng ta có một chỗ để tích năng lượng. Không phải một mình những đức bảo vệ, mà quý vị đều phải bảo vệ, đúng không? Đều phải bảo vệ đó. Bản thân những đức với tất cả quý vị đi về đây, những đức không thể nào dính mắc bất cứ một người nào ở đây. Vì những đức dính mắc một người nào đó thì chúng ta đang đá nồi cơm của mình, đúng không? Sẽ mắc hoàn cảnh của mình thì sao? Nên chúng ta được sống với nhau, nói chuyện Phật pháp vui vẻ, nhưng tuyệt đối chúng ta không có lý do khác. Có lý do khác để chúng ta bảo vệ cái hoàn cảnh của mình, để mà mình mãi mãi mình có hoàn cảnh này để mình đến mình tu tập chứ quý vị, đúng không? Đó. Bây giờ dù nhà mình có lớn cỡ nào nhưng mình ở nhà mình không vui bằng ở đây. Thật sự không vui bằng ở đây. Mình về đây nó vui hơn mà. Đó. Một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, tại sao chúng ta không bảo vệ? Nhiệt tình mà bảo vệ quý vị. Nên hộ pháp là điểm gốc nghe. Hộ pháp là cái gốc chính đó. Đây là nhân duyên á, năm xưa hòa thượng xây ngôi chùa hộ pháp, đặt chùa này là hộ pháp. Từ ngay điểm chùa này những đức ở, mà dù sau này có thêm mấy điểm chùa nữa cũng từ hộ pháp mà ra. Chắc chắn quý vị luôn á. Quý vị biết rằng á, có khi bên kia có khi gạo vẫn thiếu, riêng bên đây là phải đem gạo, đem thức ăn, đem đồ cúng dường chia cho bên kia. Và bên đây là lo cho những điểm chùa bên kia hoàn toàn hết, đa phần luôn hộ pháp mà quý vị. Nên hòa thượng có nhiều ngôi chùa mà lại có một ngôi chùa hộ pháp thì đúng là quá hay, quá hay. À, đó. Nên từ nơi đó mà những đức nó là duyên của những đức, dù cho xây mấy ngôi chùa nào lớn cỡ nào thì những đức vẫn là ở chỗ này thôi, ở đây thôi. À, với Quan Âm đồ này kia thì chúng ta không tổ chức ở đây được là vì sao? Vì quá đông người ta rồi, còn xe cộ bên ngoài quá nguy hiểm, còn ở Đại Tùng Lâm thì nó quá rộng. Nên nhà Đức tổ chức bên Đại Tùng Lâm, thấy không? Tổ chức bên Đại Tùng Lâm mà rất nhiều Phật tử người ta xa đến, người ta rất thích muốn đi qua bên hộ pháp. Bây giờ chúng ta coi mình tổ chức nè, nó 18 tháng 2 là nằm thứ mấy ta? Thứ tư hả? Thì 19 tháng 2 là thứ năm, thấy không? Thì bây giờ sáng thứ sáu á thì tùy duyên thôi. Sáng thứ sáu á thì những đức cũng có một buổi giảng bên hộ pháp. Tùy duyên nghe.
Cái này quý vị ai muốn đi về thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà có nhiều phái đoàn người ta rất thích qua bên hộ pháp để có một khóa tu bên hộ pháp. Thêm nhiều Phật tử ngộ lắm. Người ta khi cúng dường người ta thích đi qua hộ pháp cúng dường. Rất là lạ kỳ vậy đó. Nên mình cũng tạo điều kiện cho người ta để mà tu phước tu duyên. Mình chịu khó một chút quý vị. Hiểu không? Ngộ vậy đó quý vị ơi. Nên những đức nói mà mỗi lần mà tổ chức cái chương trình là bên hộ pháp là bên, mà thí dụ như có điều kiện chút đỉnh dư ra là đưa hòa thượng là từ bên đây nhiều hơn nhất. Lạ vậy đó. Đó nên từ nơi đó Phật tử người ta xa khắp nơi nơi về, tại vì người ta biết điểm này nhiều lắm. Tại vì những đức từ cái ban đầu là giảng pháp ngay hộ pháp nhiều nhất, ta biết hộ pháp là nhiều dữ lắm. Nên từ nơi đó mà bản thân những đức phải suy nghĩ cho kỹ dữ lắm. Thì cái chương trình lễ viết Quan Âm đợt này sẽ rất là đông, rất là đông. Mà trong cái thời cuộc bây giờ chúng ta cũng nên chân thật phát động chương trình tu quý vị. Bây giờ quý vị coi, nó rõ ra là quý vị phải công nhận là những đức là ông thầy đủ duyên mà một ông thầy rất siêng. Phải quý vị? Đủ duyên mà siêng. Những đức không nói ai gì nghe, những đức công nhận là bản thân những đức phải công nhận là những đức siêng thiệt đó. Quá siêng luôn. Quý vị tin không? Những đức chỉ cần mà nhớ một câu nào hay thôi, trên đoạn đường đang đi mà một câu nào nhớ hay thôi là vừa về tới chùa kêu xách máy quay phim cho giảng câu đó liền. Siêng đến mức như vậy đó, chưa từng thấy luôn á. Nên tại sao mà những đức chia sẻ Phật pháp giết nó thành lão luyện luôn? Vì rõ ràng những đức không có bữa nào mà những đức không chia sẻ Phật pháp. Nói với mà nó dẻo miệng luôn quý vị ơi. Giống hồi tối như đức kể vị nghe câu chuyện mà người gót dầu và ông bắn cung. Ông bắn cung thiệt là giỏi, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng người ta không có biết được là do ông thành quen. Tôi thì không có gì phải ngưỡng mộ ông cả, vì tôi gót dầu cũng quen. Thì ông dùng cái miệng ông cắn một cái ca, ông gót vào cái chai dầu không đổ ra ngoài một miếng. Thì ông bắn cung kia ông mới công nhận rõ ràng do quen mà ra. Như vậy thì niệm Phật cũng là quen. Tại sao quý vị không tập quen niệm Phật? Đúng không? Tại sao quý vị không tập quen niệm Phật? Quý vị ơi, bây giờ chúng ta xác thực chút nè. Cuộc đời chúng ta có vợ và có chồng, quý vị thấy chúng ta lập luận có nhiều cái quen chưa? Phải không? Quen đến mức mà chúng ta chán rồi mà vẫn phải làm cái quen đó. Đến khi chúng ta không còn sức gì nữa hết thì thôi. Còn một chút sức chúng ta cũng cố gắng cái quen đó. Đúng không? Đó. Như vậy tại sao chúng ta không quen niệm Phật? Đúng không? Quý vị thấy có khi rất là mệt mỏi, nhưng cũng gán gì cái quen để mệt thêm. Quý vị hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi nghe. Như vậy thì cái quen này chúng ta sẽ đi vào đâu? Cái quen đó đó chúng ta sẽ đi vào đâu? Đa phần là tam độ, đúng không? Như vậy thì cái quen này chúng ta không quyết định được để bỏ nó. Tại vì có những cái chúng ta không thể nào quyết định được một mình. Tại sao bây giờ chúng ta, cái mà mình quyết định một mình được thì sao không cố gắng? Cái niệm Phật là quyết định được một mình đó, đúng không? Có những cái quen khác mà bản thân mình không muốn cũng phải chịu. Chính quý vị là người nữ là phải chịu. Quý vị không cưỡng lại, không quyết định lại được. Người đàn ông là người có thể quyết định, tại họ có thể muốn hay không muốn. Thí dụ như họ mà không muốn thì bắt buộc họ cũng không được. Họ chỉ cần nói một câu mệt quá,
Bây giờ quý vị có lọ mọ gì đi chăng nữa thì họ cũng mệt quá. Khổ là người phụ nữ. Là tại vì sao? Quý vị khổ không? Quý vị thấy khổ không? Chúng ta khi ngày xưa đi quân đội á, khi đi tập bắn á, cái khổ không phải là cây súng, mà cái khổ là cái chỗ bắn á, cái chỗ bị bắn á. Tại vì nó mới chịu đạn quý vị. Còn cây súng thì chỉ có bóp cò thôi. Còn quý vị là cái bàn bị bắn. Nên người phụ nữ thật sự khổ. Hiểu không? Gọi là quý vị bị động. Bị động và tác động. Tại sao hôm nay quý vị biết niệm Phật để về cực lạc? Tại sao quý vị không tập cái mà bản thân quý vị quyết định đi? Giảng đến mức này là kinh khủng lắm đó quý vị. Đạt trình độ cao nhất rồi đó. Gọi là trình độ nhân sinh đi về cực lạc. Đúng không? Quý vị coi, bây giờ bao nhiêu cái cuộc lễ của người phụ nữ, như lễ tình nhân, lễ này, lễ kia của người phụ nữ, người ta có thể làm, người đàn ông có thể tác động một chút xíu gì cho mình là cảm thấy vui lắm. Nếu chồng mình mà điệu đàn một chút, thấy mua một cành hoa, mua một món quà, mua một cái đồng hồ, mua một chiếc nhẫn để hâm lại cái tình cảm ban đầu, thì mình cũng đã mừng chết mồ rồi. Giỏi lắm. Nếu ông đàn ông mà giỏi nữa thì nấu buổi ăn cho mình ăn cái ngày lễ đó, thì cũng là mình cũng là cảm thấy quá vui và cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Rồi bắt đầu bản thân chúng ta ngày đó nghỉ ngơi và trao chuốt. Trao chuốt rồi cuối cùng chúng ta phải chịu cái gì đấy? Hãy ngồi mà suy nghĩ đi nghe. Đó. Đó. Ngày thường thì chưa có gì mà lôi ra cái lễ là có gì, chuyện gì xảy ra. Hiểu không? Hiểu không? Nói là hiểu liền, thấy chưa? Tại vì cái cảnh này mình bị dụ nhiều quá, mình biết rồi. Dụ nhiều quá mà, đúng không? Đó. Giờ đơn giản là mua ly cà phê sữa về nè, uống đi em. Khi cà phê, ly cà phê sữa uống xong rồi, chuyện gì xảy ra? Hiểu không? Mà khổ thì quý vị, có khi mà vừa đánh mình xong, vừa cho chỏ đánh mình, tán vô mặt mình xong, nói chuyện ngọt vài câu, ngọt xong mình cười cái rồi chuyện gì xảy ra? Thấy không? Vậy đó mà lúc đó mình lại cảm thấy trong lòng mình cảm thấy vui. Tại vì sao? Ngộ kỳ cục như vậy. Tại sao người phụ nữ lại đau khổ như vậy? Thấy không? Nó te tua tả tơ hết. Thấy không? Quý vị hãy ngồi suy nghĩ đi, tại sao quý vị không đi về cực lạc? Đúng không? Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ đi, ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ đi, rồi Phật nói tại sao nhàm chán thân nữ. Phải không? Có khi bản thân chúng ta mình nhìn thấy rõ ràng. Khi mình gần gũi với chồng hay với người tình của mình sẽ thấy rõ ràng luôn. Bản thân mình te tu tả tơ hết. Xong rồi bản thân mình có thể âm thầm lấy từng chiếc áo. Hãy ngồi suy nghĩ đi. Mà tự nhiên người ta lăn qua bên ta nghỉ ngơi, còn bản thân mình thấy mệt mỏi kìa. Đó. Mà nó cứ lập luận như vậy, cả đời của người cứ lập luận như vậy. Tại sao chúng ta không quyết định để đời này đi về cực lạc làm chủ phú? Vì cực lạc làm chủ phú quý vị. Có rất nhiều cô đã từng thôi chồng gặp những đức nói rằng: đúng ra con phải bước thêm bước nữa, nhưng từ khi gặp thầy con quyết định không bước. Tại vì sao? Chúng ta có thể đến với nhau những bài pháp, đến với nhau ngôi chùa chiền để tu tập. Con bước thêm một bước nữa rồi con có đến với Phật pháp được hay không? À, đó rõ ràng. Quý vị nhớ, có duyên có nợ, nhưng thật sự duyên nợ là sự trói buộc của cuộc đời. Điều là chói buộc đó quý vị. Nên mới nói rằng một mình dễ đi hơn. Một mình dễ đi hơn. Còn ai mà hai mình thì gán mà đi. Chứ sao bây giờ? Một mình thì dễ đi hơn, mà ai hai mình thì cũng gán mà đi. Chứ mình không đi ai đi giùm cho mình. Mình không đi ai đi giùm cho mình đây. Nên chúng ta cái việc tu hành niệm Phật, cái việc phải cố gắng mà làm. Không?
sống an lạc vui vẻ phải cố gắng mà làm. Tại vì cái việc này, cái việc mình phải cố gắng, phải sống an lạc, phải sống vui vẻ, chứ không thể nào sống những ngày tháng nặng nề chứ. Bữa nay 23 là nằm tháng giêng, vậy thì thứ bảy chủ nhật tuần này hình như nó nằm vào 29-30 hả ta? Mùng 1 hả? Vậy thì chủ nhật là nó nằm vào cái trang mùng 1 hả ta? Phải không? À vậy là tuần sau này cũng là đông dữ lắm nè. 29 mùng 1 phải không? Nhưng mà chùa mình bây giờ là đông luôn dữ lắm rồi đó quý vị ơi. Bây giờ một cái chỗ tu gì mỗi tuần mà cho mình về thì đây là hạnh phúc. Đúng không? Hạnh phúc luôn. Không, thật sự quý vị ơi, nếu mà mỗi một ngôi chùa mà có ông thầy mà hơi tưng tưng diện đức cũng được đó quý vị. Được không? Được không? Quá được luôn phải không? À. Nếu như mà thí dụ như ở mỗi tỉnh thành hoặc mỗi huyện gì đó có ông tưng tưng gì thì cũng nhờ giả được đúng không? Nó cũng gỡ gắm được nhiều cái, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. À, không, quý vị về đây vì cũng gỡ gắm được nhiều việc mà. Quý vị về đây nếu quý vị có buồn gì đó nghe, vì cứ quỳ trước Phật hay quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm phía sau này nè, thì hãy gỡ gắm lại đây đi. Rồi quý vị hãy nghe những đức nói chuyện, bị cừ bị đem về. À. Thì quả ngọt thì hãy cầm về đi, còn quả đắng để là tôi xào nấu. Không, tôi có một cái khả năng pha chế lại, điều tiết quả đắng. Mà khi mà quả đắng này vào tay tôi á, thì nó trở thành một quả ngọt quân bình. Thấy không? Nên ai mà về đây mà có tâm buồn phiền gì, hãy quỳ trước Phật Bồ Tát mà gỡ gắm. Xong mà nghe những đức giảng xong, hãy đem niềm vui trở về. Quá hạnh phúc đó quý vị. À, đúng không? Không cần phải để tiền bạc lại đâu, đừng có lo. Nó gỡ đến cho tất cả hàng Phật tử đúng không? Chúng ta về đây chỉ cần có tiền xe về thôi. Còn ai mà hiểu để phát tâm thì cái chuyện đó của quý vị. Chứ quý vị không cần phải gỡ bao nhiêu tiền bạc, công sức gì lỡ đâu. Mà quý vị có những cái gì buồn thì hãy gỡ lại chùa Hộ Pháp. Thấy không? Và nghe giảng vui cười hồi nãy giờ thì hãy cố gắng mà đem về. Thấy không? Gửi trái tim vui vẻ đến cho cháu. Ông cái này thấy nó năng lượng lắm nha quý vị. Đúng không? Rõ ràng không? Nó. Tại sao chúng ta không trao nhau trái tim an lạc quý vị? Không, chúng ta thấy trong cái cuộc đời này á, chúng ta là đây là những giây phút trao cho nhau trái tim an lạc nhất nè. Thấy không? Chứ thật sự mà nói thì cái cuộc đời ngoài đời đó, đa phần chúng ta bị trao cho nhau trái tim khổ đau không? Nói quý vị đi ra ngoài chợ buôn bán để mua đồ bán đồ rồi này kia quý vị cũng thấy nữa. Đa phần là làm cho nhau bất an sợ hãi không? Đều là sợ và nghi ngờ. Bây giờ đang đứng bán đồ đây mình chạy vô nó lục vỏ lấy tiền hết trơn sao? Lo âu sợ hãi vì thấy không, trao cho nhau một cái sự bất an không thấy chưa? Chỉ có gì ở đây là trao cho nhau trái tim bình an đó. Trao cho nhau trái tim bình an thấy chưa? Không? Bây giờ thật sự mà nói trái tim chúng ta vẫn là y nguyên thôi. Rồi chúng ta trao cho nhau thì bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn còn giữ trái tim của mình. Có gì đâu quý vị. Hiểu không? Nhưng Đức mong quý vị đến với nhau nên trao cho nhau cái trái tim bình an. Đừng nên làm nhau bất an quá. Vì cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi lắm quý vị. Đó. Cuộc đời ngắn ngủi có là bao. Thấy không? Hết rồi. Nhiều đủ rồi đúng không? Nên chúng ta tại sao không vui vẻ đi quý vị? Sao không an lạc đi? Ông mà trời đất nói nghe, chùa mình nè,
Có mấy bà nghe pháp mà đúng là cảm hứng sâu sắc. Nhất là lâu lâu mà hát được. Cái hát này nó cũng tích năng lượng lắm nha quý vị. Lâu lâu mấy bà hát cái mình làm cũng ghê gớm đi. Giống người ta ở ngoài mà đá banh mà lâu lâu người ta thổi kèn á. Một tiếng mấy đồng hồ mà người nghe pháp vẫn háo hức. Đặc biệt không? Sao không biết mà đây là cái điều tuyệt vời nhất rồi đó quý vị. Thấy không? Nhìn nó không có cảm giác như là nó bị mà giống như đuối đuối hay là khờ khờ gì quý vị ơi. Mà những đức thấy bây giờ giờ khắc này quý vị còn dữ dằn hồi nãy mới lên. Rõ ràng về chùa hộ pháp là hưởng thụ chứ không phải là khổ quý vị. Thấy không? Mà hưởng thụ nhân sinh nè quý vị. Nếu như những đức nói mà nếu như chúng ta mà làm hàng ghế hàng nó không bằng ngồi như vậy đó quý vị. Không bằng đó. Hiểu không? Nó ngồi gì là đặc biệt nhất nè quý vị ơi. Con người lại là gần gũi được với nhau. Hiểu không? Có hai bà này hai bà không thuận. Hai bà không có thuận với nhau. Cái tự nhiên nghe nhà Đức giảng một chút. Cái bà kia bà vui quá bà vỗ vai bà này. Cái bà kia bà vỗ vai bà này. Cái bà này bà quay lại. Rồi sau một chút cái bà bên kia bà vui quá bà vỗ vai lại bà này. Bà này bà làm vậy mà từ đầu tới cuối vỗ qua vỗ lại một chút bước ra ngoài nắm tay nhau đi luôn. Quá giải vậy. Hay ghê không? Quá tuyệt vời. Đúng không quý vị? Không. Tại sao chúng ta không xóa tan đi sự hiềm khích? Vì chúng ta có cơ hội để xóa tan. Ví dụ như có những người ta hiềm khích mà ta ở xa quá, đây cũng là cái điều mà quá thiệt thòi. Nên mỗi người tự xóa tan. Còn đây là cái cơ hội được ngồi gần với nhau. Có gì không vui thì xóa tan đi. Đúng quý vị. Chúng ta cho chàng khấu tay xóa tan hiềm khích. Xóa tan buồn phiền. Xóa tan đố kỵ. Xóa tan tâm lượng hẹp hòi. Mở rộng tâm lượng. Để giúp đỡ nhân sinh. Chân thành niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Tại sao không như vậy chàng? Quá tuyệt vời. Cái từ trường này quá đặc biệt quý vị. Quá cái quá cho nhau mát mẻ vậy ơi. Quý vị nhớ nghe. Cái quạt này nhỏ bé gì nhưng mà cái tâm chúng ta không nhỏ đâu. Quạt. Quạt cho những người ngồi một mình ở đâu nghe pháp cũng quạt họ luôn. Từ từ họ bay vào đây. Những con người mà chưa vô đây nghe pháp chúng ta quạt họ. Cho từ từ họ bay vào đây. Ở xa trùng trùng qua bao nhiêu biển đông. Chúng ta cũng quả cỏ luôn. Nhờ ngọn gió yêu thương mà họ bay vào đây. Lễ Quan Âm kỳ này chúng ta quả cỏ luôn. Để trong nước ngoài nước bay về đây. Quá đặc biệt quý vị. Bởi vì tặng cây quạt là số 1 nghe. Quạt cho nhau đi. Cái bài giao pháp này nó vui thiệt quý vị ơi. Chắc chắn cái này là Phật Quang đã bổ chiếu quý vị. Phật Quang bổ chiếu bao trùm ở đây. Vì thấy có an lạc không quý vị? Vui nhiều quý vị. Chúc mừng quý vị nghe. Chúc mừng chúng ta sống vui vẻ quý vị ơi.
Cái này mà ai mà coi cái chắc chắn phải chạy về đây. Mấy cái bà này hoạt chịu gì nổi. Nhưng Đức nói bảo đảm cái người mà ngồi ở đâu mà nghe một mình vẫn thấy mát á. Nó mát á, nó phải giỡn đâu nghe. Ừ. Quá vui. Đúng là từ trường này gọi là từ trường quá tích cực. Đúng không vậy? Quá tích cực đúng không? Đúng là trao nhau trái tim đặc biệt cực. À. Quá đặc biệt rồi mày ơi. Không quý vị, những đứa cũng không biết vụ này mà thấy đứa nít á. Thấy đứa nít á. Đứa cháu của cái cô con Bình Dương á. Nó mà gặp những đứa là nó cứ gì à. Chứ đâu biết cái này là cái gì đâu. Làm theo đại. Mày bị thích gì không quý vị? Đó. À vậy là bấm tim đó hả? Đó. Chúng ta nói đây là trao nhau trái ngọt quý vị đó. Đúng không? Đó, quá tuyệt vời. Thôi chúc mày an lạc mày ơi. Nhưng phải quyết tâm về cực lạc kia. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Rồi, vui quá. Giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Nha. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hóa sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ. Hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện.
thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc quý vị. Hay như nào con. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi.